tú. Vâng, bà tưởng là dễ ăn mà bà khó ăn nên vãi chầy luôn đó. Anh em tưởng nghĩ dễ ăn à? Vâng, bây giờ là tú đây. Là một chọn 200% bảo tú. Đúng rồi đấy, nó lấy là thua để thêm kịch tính đấy chứ còn. Vâng, Endo là một người chơi miner, có một người lúc nãy là nhân mặt nai miner. Anh chơi miner à? Tú chơi bài gì đây? Cố gắng lên Tú. Vâng, xuất hiện là cái nhà Goblin Hood Poison. Bên này cũng farm nhà quân. Đây là hai cái deck khá là giống nhau đây. Vì là lúc nãy là Tú play cái deck này rồi. Và thằng này không lẽ có thể là copy ngay cái deck này luôn. À, cái chat thì nó chuyển qua là nó sẽ ẩn lại ấy. Nên là mọi người giống con nọ biết thủ hành à. Ờ à, đúng rồi anh nhớ rồi. Sắc mặt. Nhưng mà chính ra là em thủ hành để cho bác Hải có thể đi. Em công lớn là của em. Hit Jack Rondo. Xem là deck này có đúng là có Hit Jack Rondo luôn. Phần lớn đúng là Hit Jack. Cố lên Tú, cố lên, đang có lợi thế. Rồi, chặn tanh rồi. Ôi, Goblin. Ô, cẩn thận. Còn 5 con skeleton. Xử lý tốt. Rồi. Họ dùng poison rồi. Tú ơi, hơi vội Tú ơi. Tú mà vội như này thì cũng chết. Vâng, hai cái nhà quân của họ đã ra poison rồi. Thì không việc gì. Tiếp theo sẽ là một công tiếp nháp và sẽ có một con rồng khôn em ơi, Tornado rồi. Anh chưa có rồi, con rừng vẫn có sát thương. Rồi, rồng khôn em ơi, hãy vào chủ nghĩa đây. Rất tốt. Làm tiếp. Cẩn thận, em không tin nhắc. Vẫn chưa có tay nhưng mà họ sẽ không tin nhắc. Cẩn thận. Rồi, tôi đâu rồi, hay quá. Đang đơn, bây giờ là gì? Bao chủ tiếp. Nhà quân à. Anh em copy lại deck ngay. Tú này, Nam. Ôi hay quá. Mãi. Anh em copy lại deck của Tú ngay. Mặc dù deck này nó chỉ thua cái deck năng giáp thì còn cân bằng, chứ còn mang cái deck lock thì thôi mình cũng chịu. Và chúng ta sẽ đi vào trận đấu thứ game thứ 3 trong set đầu tiên. Nhiều Eli quá. Đây, cái cửa sổ kia nó xấu quá. Vâng, mà trong cái game thứ 3 này mình xuất hiện là một cái họ Goblin. Xuất hiện như thế này, với bên kia là một con Mega thì mình nghĩ là một cái đích bow. Mình hướng về cái đích bow nhiều hơn. Tuy nhiên con Golem Mighty thì mình cầm hốc. Nhưng mà đây là Poison được 2 rồi, Poison được cú rắt rồi. Tuy nhiên thì họ đã rất là thông minh khi mà kéo cái chú vào trận, kéo con Hawk vào chủ. Còn Canon Cat như thế này, đây là một deck Hawk. Đây là một deck Hawk cực kỳ là khó chịu. Giết con Canon Cat đi, đừng để nó đẻ trứng. Trong cái bài này thì Duy phải công nhanh nhiều hơn. Đừng có... Tên này thì họ đã có cái Tornado rồi. Vẫn có một hit từ Hawk. Nhưng mà
hoàng hậu lại bị lỡ nhịp rồi nên vì vậy họ không dùng Guano nữa. Mà đây vâng là một cái deck chết ngáp, đây là một cái deck chết ngáp. Có poison là sẽ ok rồi, có poison là sẽ ok thôi, không nữa thì phải nghĩ trong bài này cả. Tuy nhiên thì họ có Cannon Cat và có một cái Tornado thì Hawk rất khó vào trụ. Hawk rất khó vào trụ cộng với lại một cái poison mà phải để đối thủ, để buộc là phải đối nhát. Vì vậy là Duy trong cái bài này cũng khó có thể ăn được. Mình nghĩ là Duy muốn thắng thì cần phải dồn được nhiều quân hơn. Dồn được nhiều quân hơn. Và mình nghĩ đích của Duy phải có một con Mega thì mình sẽ thắng được. Phải có một con Mega. Thả Mega đi. Đúng rồi. Mình đoán ngay là có Mega mà. Vâng, bây giờ thì còn Cannon Cat nằm xuống đi. Nằm xuống đi em, nằm xuống đi em. Họ phải giữ lại Poison rồi, họ là dùng Tornado. Họ phải dùng Tornado trong tên này. Còn con IC thì là có chuyện, nhưng con IC thì là có chuyện. Họ vẫn không vào được. Này phải nói là Hawk mà gặp con IC Tát thì siêu hãm. Siêu hãm, siêu hãm. Bây giờ thì Duy cần phải đánh một cách từ từ tại vì đích của họ bên kia rồi, hoặc không bên kia rồi. Dùng Poison. Đúng rồi, dùng Poison. Và thả con hai con Goblin có thể là thủ dẫn của hai con Goblin. Bây giờ có tay tay nhưng mà con Kang Si Wizard vẫn đang nằm đấy. Khó cho họ. Vẫn có một hit từ Hawk. Để quá, mà quá đang một Hawk hit nữa. Không được rồi. Dồn quân không rất khó tại vì là họ có con Cannon Cat và con Ice Wizard nó cộng với Tornado thì thủ rất ok. Bây giờ thì Poison. Poison đi, đúng rồi. Mày cứ thả nguyên giác còn à mày cứ thả nhân giác còn tao thả Poison làm ăn được gì nào. Bây giờ thì khó dùng là đấy, nó còn nằm ở trên cái tự nhiên thì khó tại vì Tornado rồi con Cannon Cat lại nằm đấy nữa rồi. Cannon Mega nhảy như em nằm xuống rồi. Một hot vào chung rồi, một hay, một hit rồi, chỉ cần một hit rồi là ok rồi. Làm quá tròn vai rồi. Làm quá tròn vai rồi em ơi. Bây giờ là một con hot. Họ đang có tua, họ đang có. Nhưng mà đây chỉ là tuyệt vọng thôi. Poison đó là ok rồi, rất hay. Nếu mà trong cái bài đấy mà Duy mà không có một con Mega thì phải nói là Duy cũng sắp bạc lờ rồi. Chúng ta đã mất tỷ số 2-1. Tiếp theo là Tú sẽ đánh với lại Ten God. Thông át rồi. Sinh ra là để thông mà. Thương nhau mà sống. Thấy Tali thử cứng á. Ông này không bằng. Đúng rồi, ông Tali thực ra là thủ. Thủ mỗi khi mà không sinh deck của Tali. Deck của Tali thủ Tali thủ có kỹ năng tốt hơn. Có lẽ là deck của Tali là vì vậy Tali thủ chắc hơn. Một con Bandit, một cái Goblin và Poison. Nghĩ đến một cái deck Ram và có một con Mecha. Trong khi với deck của Tú thì mình nghĩ là một cái vẫn là một cái deck truyền thống của Trung Quốc. Bandit, còn Bandit hãy chặn nó lại, đừng để nó để chơi. Vâng, mình nghĩ đây là con deck Pekka Ram. Vâng, và đây là deck Cap. Bắt được Poison không? Vâng, qua đó rồi. Đồ nát đó rồi, hay quá. Chỉ cần một turn đấy thôi cũng đã làm cho một cái thay đổi cục diện của trận đấu rồi. Oh, Starstorm. Cool. Còn Nai thì lên rất thùng dũng. Bây giờ thì Tú nên
phải đặt để spam nhà quân thôi. Nhưng mà hãy rất cẩn thận, rất cẩn thận. Bây giờ thì mình nghĩ là phải ra đồng tổng thôn. Mình nghĩ là phải ra đồng thôn ở trong cái bài này. Sử dụng đồng thôn để bổ. Vâng, đúng rồi, cũng có Nai đó, Nai vừa ra rồi, Nai vừa ra. Không có bắn đi, không bắn đi, kéo sang bên kia. Kéo sang bên kia, rồi, rất là tốt. Rất là tốt, đúng rồi. Trong cái bài đấy chả còn có gì để có thể thủ được mà ngoại trừ con đồng thôn và con đồ. Bây giờ thì Poison, Poison mà đặt là quân thôi, không có gì phải nhanh. Ơ, con này thế nào là IC, thủ đúng rồi. Mà con Nai sẽ chặn cái kia. Rất tốt. Đánh được chuyển bài, chứ là mình nhờ. Dạ. Tiếp theo đặt nhà quân không có gì là phải nhanh hết. Không có gì là phải nhanh, họ sẽ poison thôi. Họ sẽ poison thôi. Tornado một con tornado lỗi kinh cái gì? Vâng, xem cái lần này con gì ở miền đất rất to. Vâng, quá là đơn giản rồi. Phải nói thì Tú đánh thì cũng gần ghét rồi. Tuy nhiên thì với cái deck của Tú là deck nằm nắm nhìn hơn một chút so với lại cái deck của God. Thì phải nói là deck ok. Họ sai lầm khi mà họ thả con Pekka. Tại vì là con Pekka nó đi lòng vòng mà con của Tú, trong khi Tú là vẫn còn con rồng với lại con tornado, thủ rất là ok. Nhớ subscribe để nó biết phí. Nhớ subscribe để nó biết phí.